bọn lừa đảo với những chiêu trò lừa đảo tinh vi trắng trợn, ngoài lợi dụng lòng tin, lợi dụng sự bất cẩn thì còn lợi dụng cả lòng tốt giúp đỡ người khác của các nạn nhân để đạt được mục đích. Và câu chuyện giả vờ hỏi đường để cướp tài sản đã xảy ra thời gian gần đây là tình huống như thế. Đường đi, nước bước của kẻ lừa đảo ra sao? Hãy cùng Nguyên Khang đón xem tình huống đã được ekip Chuyện Cảnh Giác tái hiện lại dưới đây để hiểu rõ hơn quý vị nhé. Cùng theo dõi những biểu hiện bất thường của hai người thanh niên ngồi trong xe ô tô quý vị nhé. Xe chạy với tốc độ rất chậm. Hai đối tượng này đang tìm kiếm con mồi để ra tay chiếm đoạt tài sản. Tới bây giờ tôi vẫn không quên được chuyện xảy ra ngày hôm đó. Khi mà tôi đang khóa cửa chuẩn bị đi học á, thì có một chiếc xe ô tô dừng ngay trước cổng nhà. Ê, có con mồi kìa. Dạ lại. Dạ alo. Dạ dạ. Rồi. Dạ bây giờ con đang tới nè. Rồi, dạ dạ. Em cho anh hỏi á, là từ đây mình muốn đi ra nhà thiếu nhi á, mình đi đường nào? À, nhà thiếu nhi á hả? Ừ. Bây giờ anh chạy thẳng nè, rồi quẹo bên tay phải. Nhà thiếu nhi á nằm bên tay phải luôn á. Ờ, rồi cảm ơn em nha. Dạ dạ. Ê, trời. Trời. Im lặng chưa? Im. Có bao nhiêu tiền đưa tao hết, mày phải la lên tao cắt cổ luôn á. Thấy không? Bấm tiền ra. Điện thoại mày, đi đi. Thái đồ ra. Còn gì nữa không? Tiền mày đâu? Đi đi. Nhanh đi. Để được cái chiếc vắng á, đạn nó súng. Không rồi, anh kiếm cho nó chắc. Đóng xe lại. Ok. Lúc đó tôi sợ lắm, hoảng loạn. Tên thanh niên đó liên tục cầm dao đe dọa. Lúc đó tôi lo mà giữ tính mạng của mình trước. Mày im chưa? Mày mà cắt cổ luôn á. Im đi. Sau khi lấy hết tài sản á, tới chỗ đồng trống á, hai tên nó đẩy tôi xuống xe rồi chạy đi mất. Mày. Nhìn theo chiếc xe, may là có người đi đường họ giúp đỡ chở tôi lên cơ quan công an trình báo vụ việc. Với kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng và hành động táo tợn, hai tên lừa đảo đã thành công trong việc khống chế, cướp tài sản của nạn nhân mà người dân gần đó không hề hay biết. Trạm xe buýt thì cũng khá là gần nhà tôi, nên tôi cũng có hơi chủ quan là vừa đi bộ rồi vừa bấm điện thoại để nhắn tin cho bạn. Hai đối tượng này tiếp tục tái sử dụng chiêu trò này và tìm kiếm con mồi khác. Liệu lần này bọn chúng sẽ thành công hay là sẽ bị tóm gọn? Cùng xem tiếp diễn biến tình huống quý vị nhé! Có chuyện gì không anh? Em cho anh hỏi thăm á, là mình đi từ đây ra nhà thiếu nhi em đi hướng nào? Nhà thiếu nhi hả? Vậy anh đi thẳng tới ngã ba nhà thiếu nhi bên thì trái á. À vậy là anh đi lộn chiều rồi hả? Dạ đúng rồi. Lại đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn em. Dạ. Lúc đó tôi cũng hoảng lắm, nhưng mà cố bình tĩnh để dùng sức nắm chặt cái song cửa gần đó. May mà có người dân ở gần đó kịp thời thấy được nên tôi cũng không phải rơi vào tay của hai tên côn đồ. Nhanh lên. Hên là chạy kịp, không hên là chết cả lũ. Có chuyện gì em? Dạ, dạ. Em mới gặp anh cướp anh. Mai mốt đi ra đường á, coi để ý cái đoạn đường này đoạn đường vắng. Bấm điện thoại không để ý là nó bắt luôn bây giờ. Cảm ơn hai anh nha. Bọn chúng táo tợn quá. Ngay khu dân cư đông vậy mà cũng dám ra tay. Tôi lên trình báo cơ quan công an thì mới biết được đó là hai tên lừa đảo. Giả vờ hỏi đường lấy tài sản của nhiều nạn nhân rồi. Các bạn đừng có như tôi. Ra đường thì đừng nên đeo nữ trang quá nhiều. Cũng đừng dại dột vừa đi vừa bấm điện thoại. Vừa đánh động vào lòng tham mà vừa không chú ý quan sát đường phố còn nguy hiểm cho bản thân. Hai tên lừa đảo quá manh động phải không quý vị?
Đối tượng mà bọn chúng nhắm đến thường là những phụ nữ có đeo vòng vàng trang sức khi đi ra đường. Qua tình huống trên, Nguyên Khang cũng mong là các bạn nữ hãy cẩn thận với những ai đi xe hơi, dừng lại hay bước xuống xe để hỏi đường. Chúng ta cũng nên giữ một khoảng cách khi nói chuyện và cứ kêu họ nói lớn lên chứ đừng nhẹ dạ mà lại gần. Và tuyệt đối là đừng nên đeo trang sức có giá trị khi đi ra đường quý vị nhé.